quý khán giả thân mến, Tân An là địa bàn đầu tiên trong thành phố Cần Thơ phát hiện ca nhiễm COVID-19 và liên tục sau đó hình thành chuỗi lây nhiễm tại tất cả 13 khu vực trong toàn phường với 160 ca mắc và hàng trăm F1. Sau hơn 2 tháng tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc chiến chống dịch như chống giặc, đến nay Tân An đã cơ bản giữ vững trận địa, xây dựng vững chắc pháo đài của mình. Phường Tân An được thành lập từ việc sáp nhập 3 phường An Lạc, An Hội và Tân An với trên 5.800 hộ dân, gần 32.000 nhân khẩu. Khi dịch bệnh bùng phát từ chợ đầu mối Tân An và lây lan trên diện rộng với 160 ca F0 và hàng trăm F1, thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều đã tăng cường công tác chỉ đạo, phường tập trung cả hệ thống chính trị, huy động các lực lượng và nhân dân cùng vào cuộc quyết liệt để truy vết, khoanh vùng dập dịch. Đã tiến hành thành lập cái ban chỉ đạo rồi ban chỉ huy để thực hiện cái việc mà phòng chống COVID, thì đã thành lập mà là 13 cái vùng xanh để kiểm soát dịch bệnh, tức là không cho những người ở địa phương khác nơi khác xâm nhập vào cái địa bàn để phòng chống dịch, và thực hiện là 3 cái chốt chặn ở các cái tuyến đường trọng điểm, tiến hành xét nghiệm toàn thể nhân dân ở trong các khu vực của phường để tách toàn bộ các F0 đưa đi tập trung cách ly. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, phường đề ra phương châm không ai đứng ngoài cuộc chiến. Mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Thành lập trên 50 tổ COVID-19 cộng đồng với hơn 300 người tham gia. Lực lượng này thực hiện công tác tuyên truyền cùng ngành y tế, lấy mẫu xét nghiệm, tham gia các tổ truy vết, bảo vệ tốt các khu phong tỏa. Độc lo hàng ngày trong những khu cách ly, thì chúng tôi sẽ độc lo để cho bà con được nắm về cái nội dung giãn cách cũng như là cái việc phòng chống dịch hiện nay, và đồng thời cũng như là mọi cái diễn biến ở bên phía ngoài khu cách ly, là để cho bà con nắm, chăm lo cho bà con cái vấn đề là vừa cái sức khỏe cũng như là cái lương thực thường xuyên cho bà con, không để cho hộ nào đang như là thiếu hay là hộ nào đói. Mình ở đâu thì ở đó, không có đi lung tung ra ngoài, đi chợ thì cũng đúng ngày một tuần đi 2 lần. Cùng với tăng cường công tác xét nghiệm, bóc tách số ca mắc để điều trị, xử lý kịp thời các trường hợp có liên quan, phường tập trung thực hiện các chỉ đạo về giãn cách xã hội. Ngoài các tổ cố định trên các tuyến đường trọng điểm, công an phường bố trí nhiều tổ lưu động để kiểm tra xử lý các trường hợp ra đường không lý do chính đáng. Bên cạnh đó, triển khai liên tục việc kiểm tra di biến động của đối tượng theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Xác định rồi truy vết những cái trường hợp là nhiễm COVID-19 rồi để mà cách ly khoanh vùng kịp thời, không để dịch lây lan. Cái thứ hai là bố trí lực lượng thường xuyên chốt chặn tuần tra kiểm soát để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là đẩy mạnh cái công tác là thực hiện chấp hành nghiêm cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chỉ thị số 10 của Ủy ban thành phố. Các đợt xét nghiệm trước đây, 100% hộ gia đình trong phường đều được lấy mẫu. Hiện nay thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, Tân An cũng đang tập trung triển khai đến từng hộ dân với quyết tâm đến ngày 17 tháng 9 hoàn thành chiến dịch nhằm bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới xây dựng và giữ vững vùng xanh đối với những khu vực không có ca mắc hoặc xét nghiệm 3 lần không phát hiện ca mắc. Kiên trì các biện pháp phòng dịch, mà trong một tháng tính từ ngày 12 tháng 8 đến nay, trên địa bàn phường không phát hiện thêm ca mắc COVID-19. Với kết quả này, Tân An quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.